Tuổi dậy thì ở nữ giới bắt đầu vào thời điểm nào và kéo dài trong bao lâu? Trẻ có thể dậy thì sớm từ lúc 8 tuổi hay dậy thì muộn vào lúc 13 tuổi. Quá trình bắt đầu tuổi dậy thì của nữ từ sự phát triển ngực cho đến sự trưởng thành, về thể chất có thể kéo dài 1,5 năm hoặc lên đến 6 năm. Tuổi dậy thì ở nữ giới và những thay đổi về chiều cao và cân nặng. Dậy thì tạo nên sự tăng vọt về chiều cao, dẫn đến việc cô con gái của bạn có thể tăng chiều cao trung bình gần 9 cm mỗi năm. Đầu, bàn tay và bàn chân sẽ phát triển đầu tiên. Sau đó là phát triển cánh tay và chân, và cuối cùng là thân người và vai sẽ phát triển để tương xứng với cơ thể. Khi bước vào giai đoạn tuổi dậy thì ở nữ giới, các bé gái tuổi vị thành niên đột nhiên trở nên ngượng ngùng và lóng ngóng, vì sự tăng trưởng chiều cao không phải lúc nào cũng theo tỷ lệ cân đối. Tay chân của trẻ thường dài hoặc ngắn hơn so với phần còn lại của cơ thể, gây bối rối cho trẻ khi phải thích nghi với cơ thể không còn quen thuộc nữa. Chiều cao phát triển đương nhiên sẽ kéo theo sự tăng cân. Việc tăng cân là hoàn toàn bình thường và là một phần của giai đoạn dậy thì, vì nếu không tăng cân, trẻ gái không thể phát triển chiều cao, ngực hay có kinh nguyệt. Các trẻ gái tuổi vị thành niên tiếp tục phát triển lượng cơ cùng lúc với mỡ cơ thể. Trong giai đoạn này, tỷ lệ phần trăm lượng mỡ trong cơ thể trẻ gái sẽ tăng tương ứng với lượng cơ. Lượng mỡ gia tăng này được phân bố ở khu vực giữa trên cơ thể, hông, mông và ngực. Thân hình thẳng, vuông của trẻ gái sẽ trở nên nở nang ở phần hông, mông và ngực, tạo thành hình dáng đồng hồ các quen thuộc của phụ nữ. Các trẻ gái tuổi vị thành niên thường cảm thấy không thoải mái hoặc lo lắng trong giai đoạn phát triển này vì lượng mỡ cơ thể gia tăng. Trong một vài trường hợp hiếm thấy, chứng rối loạn ăn uống có thể xảy ra. Bạn hãy động viên để con gái bé bỏng của bạn có cái nhìn tích cực về sự biến đổi kết cấu cơ thể này. Đây là một trong những biểu hiện chứng tỏ con đang trở thành người lớn. Khi các trẻ gái cảm thấy mình béo, cần cho các trẻ gái hiểu rõ rằng lượng mỡ cơ thể này là cần thiết để phụ nữ có thể mang thai khỏe mạnh và để nuôi con. Ngực bắt đầu phát triển vào khoảng từ 8 đến 13 tuổi và tiếp tục phát triển trong giai đoạn dậy thì. Sự phát triển ngực bắt đầu từ khu vực xung quanh núm vú bắt đầu rộng ra và các mô vú hình thành dưới núm vú. Khi ngực phát triển hoàn thiện, mỗi bên ngực sẽ hình thành rõ ràng và quầng vú không còn bị căng phồng nữa. Lông vùng kín bắt đầu mọc xung quanh môi âm đạo, là phần bên ngoài của vùng kín. Lông trở nên đậm màu, thô hơn và phát triển tạo thành hình tam giác ngược. Đôi lúc, lông có thể mọc lan ra vùng bên trong bắp đùi. Các tuyến sản sinh mồ hôi và dầu cũng bắt đầu phát triển trong giai đoạn này và mụn trứng cá xuất hiện khi các tuyến này bị bít kín. Để phòng tránh mụn trứng cá lan ra, các trẻ gái nên rửa mặt 2 lần một ngày. Nếu như mụn trứng cá vẫn tiếp diễn, nên đến gặp bác sĩ ra liệu để được chẩn đoán và điều trị. Đây là một trong những nét đặc trưng của tuổi dậy thì ở nữ giới. Kinh nguyệt dấu hiệu cho thấy cơ thể một trẻ gái trưởng thành về tính dục, hoặc cơ thể một phụ nữ giải phóng một lượng máu nhỏ, và mô thông qua âm đạo. Đây là một quá trình bình thường mà những trẻ gái, phụ nữ khỏe mạnh và trưởng thành về tính dục đều trải qua hàng tháng. Lần xuất hiện đầu tiên của kinh nguyệt được gọi là bắt đầu có kinh nguyệt, và điều này đánh dấu thời điểm trưởng thành về tính dục của các trẻ gái. Thông thường kinh nguyệt lần đầu tiên xuất hiện ở độ tuổi từ 9 đến 14, và khác nhau ở mỗi người. Một vài thay đổi có thể mang lại cảm giác tuyệt vời, trong khi đó các thay đổi khác có thể làm cho trẻ cảm thấy bối rối hoặc khó chịu. Cha mẹ có thể giải thích rõ để con hiểu về giai đoạn phát triển quan trọng này của mình. Tuổi dậy thì ở nữ mang đến sự biến đổi nhanh về cơ thể, có thể khiến trẻ gái cảm thấy không thoải mái với những biến đổi và diện mạo của mình. Trẻ có thể sẽ thấy bất tiện về thể chất, khi một phần cơ thể vẫn chưa phát triển kịp với những phần còn lại. Trẻ có rất nhiều bận tâm trong giai đoạn này, như việc xuất hiện mụn trứng cá, và trẻ thấy xấu hổ khi phải ra đường với nhiều nốt mụn trên mặt. Mùi cơ thể khiến trẻ không tự tin khi chơi thể thao với các bạn, rồi còn sự phiền phức của kinh nguyệt. Mỗi lần đến ngày đàn đỏ là bị đau bụng, buồn nôn, tức ngực. Đôi khi, trẻ cũng sẽ cảm thấy ngại khi hỏi về những vấn đề này. Vì vậy, điều quan trọng là cha mẹ hãy chuẩn bị trước cho con, trước khi con bước vào tuổi dậy thì để con không quá bỡ ngỡ với những thay đổi của mình. Bắt đầu trò chuyện về những thay đổi sinh lý và thể chất với con ở độ tuổi 8 hoặc 9. Vài trẻ sẽ bắt đầu tò mò sớm hơn và có những câu hỏi cho cha mẹ. Duy trì việc thảo luận về vấn đề sinh lý và thể chất ở những độ tuổi thích hợp. Duy trì trò chuyện với trẻ vị thành niên và xây dựng dựa trên những cuộc trò chuyện trước. Ghi nhận các lo lắng một cách nghiêm túc. Lắng nghe kỹ và đừng chủ quan trước những lo lắng của trẻ về việc mình khác mọi người hoặc cảm giác có gì bất ổn đối với cơ thể trẻ.
tránh những bình luận mà sẽ làm trẻ xấu hổ, ví dụ, chỉ ra điểm gì đó về ngoại hình của trẻ. Khuyến khích các thành viên khác trong gia đình và bạn bè cư xử như thế. Đừng nhầm lẫn trưởng thành về thể chất là, trưởng thành toàn vẹn cần có thời gian để trưởng thành, về cảm xúc bắt kịp với cơ thể của trẻ vị thành niên. Khi bắt đầu giai đoạn tuổi dậy thì ở nữ giới, cơ thể đang trong giai đoạn thay đổi và phát triển, do đó trẻ vị thành niên cần duy trì một lối, sống khỏe mạnh bao gồm chế độ ăn cân bằng, giàu dưỡng chất, vận động thể chất, ngủ sâu và đủ. Duy trì lối sống cân bằng này giúp trẻ phòng tránh các vấn đề sức khỏe như béo phì, tiểu đường và tạo cho bản thân trẻ một hình ảnh khỏe mạnh, tự tin. Bé gái nên duy trì lối sống cân bằng để tránh các vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra, cha mẹ có thể liên hệ với bác sĩ nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào sau đây, trong tuổi dậy thì ở nữ giới. Một sự thay đổi đột ngột, không giải thích được trong giai đoạn dậy thì của trẻ. Chảy máu kinh nhiều đến nỗi trẻ phải dùng hơn 6 đến 8 băng vệ sinh mỗi ngày, và lâu hơn 7 đến 10 ngày. Chảy máu dai dẳng giữa các kỳ kinh nguyệt. Đưa trẻ đến bác sĩ ngay lập tức nếu trẻ bị đau bụng dữ dội khi hành kinh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các cập nhật video.